thì ngày hôm nay Tina đang đứng ở đây chính là Đại Nam của cô Hằng. Thì ngày hôm qua thì như cô nói là cô mở cửa Đại Nam lại, thì Tina mới ngày hôm nay là Tina xuống tới chỗ để mà coi có đúng sự thật hay không. Thì ngày hôm nay quý vị cùng theo Tina đi vào trong nha. Đi từ nãy giờ Tina rất là mệt nên giờ muốn mà đi vô được suốt tới trong á, thì Tina phải nhờ chiếc xe này để chở Tina vô. Giờ Tina mệt quá, nói chuyện muốn hổng ra hơi rồi. Bây giờ quý vị cùng theo Tina lên xe nha, để được đi vào trong xem cô phát biểu và giải trình ngày hôm nay như thế nào. Mọi người đi theo Tina nha. Bây giờ xe đang chạy rồi, xe đang chạy thì nói chung là Đại Nam ngày hôm nay mở cửa lại thì nói chung là cái số lượng khách rất là đông. Nói chung là bây giờ là nè, nhưng quý vị đã thấy khách cực kỳ đông luôn. Bởi vì lúc đầu Tina cứ nghĩ là lên đây thì chỉ có vài người thôi, chứ không nghĩ mà đông đến thế đâu. Thì nói chung là bây giờ Tina đang đi chuẩn bị là đi vào trong để mà xem, để mà thấy cô Hằng thuyết trình và ngày hôm nay như thế nào á. Thì mọi người cùng theo Tina vào trong nha. Thì thấy ở đây số lượng khách quá đông luôn. Trời ơi, trời thương Tina luôn. Thì nói chung là từ Sài Gòn Tina xuống tới đây thì trời nó không có nắng, trời hôm nay là rất mát luôn. Và xuống tới đây thì hồi nãy như ở đây là có một trận mưa to quý vị. Thì nói chung là ngày hôm nay Tina xuống đây là không có mệt, nhưng mà chỉ có cái sự mà Tina từ gửi xe đi vô đây mới là mệt thôi. Bây giờ là nhờ thêm chiếc xe này Tina mới vào trong được, chứ không thôi là đi không nổi, sẽ bị xỉu nha quý vị. Đó, bây giờ Tina tới chỗ rồi thì bây giờ Tina sẽ xuống gặp cô Hằng đây. Bây giờ cô Hằng thì ở đâu, bây giờ mình đi kiếm nha. Bây giờ mình đi kiếm thì hướng nào đây ta? Mình đi hướng nào anh? Bên này hả? Bây giờ Tina tới chỗ của cô Hằng rồi, thì bây giờ Tina sẽ bước vào trong. Thì trong khi đó, khi Tina bước vào trong thì có rất là nhiều, cái này không biết là khán giả, fan của cô hay là khách tới đây tham quan. Nhưng mà thấy cực kỳ đông luôn quý vị. Giờ đi theo Tina vào trong nha. Wow, quá đẹp luôn quý vị. Và có cái tấm hình của cô Hằng ở ngay trước cửa phố đi bộ đây, cực kỳ đẹp luôn. Không lẽ Tina làm một tấm hình chứ. Đây, máy quay lia vô cái hình của cô một cái đi. Đó, bây giờ là người ta đứng chụp hình rất là đông nên Tina sẽ lựa một chút xíu, nếu mà hơi vắng á, Tina sẽ tới chụp cái hình cùng chung cô. Thì Peter thì bây giờ cô đang ngồi ở trong. Bây giờ Tina bước vào trong để cho quý vị xem là ngày hôm nay cô Hằng sẽ nói gì, vấn đề gì, để cho mọi người xem nha. Đi theo Tina thôi. Tina đã tới nơi rồi. Thì bây giờ là Tina thấy là khung cảnh ở đây cực kỳ đông, quá trời đông luôn. Đó, bây giờ là đó đó. Thì mọi người coi thấy bây giờ là đang chú Dũng đang thuyết trình, để bây giờ Tina đứng coi xem cùng Tina để coi chú Dũng sẽ nói gì ngày hôm nay nha. Thì trong lúc chờ đợi thì bây giờ Tina sẽ đứng xem chú Dũng thuyết trình ngày hôm nay như thế nào nha mọi người nha. Quốc gia, họ phá cánh pháp vào cái thủy quốc gia để làm siêu,
Hằng ngày thì Tina chỉ thấy cô Hằng qua một những cái clip trên mạng này kia kia nọ thôi. Nhưng mà ngày hôm nay Tina chính thức là nhìn thấy cô Hằng ở ngoài. Nói chung là cô Hằng cực kỳ đẹp, ở ngoài cực kỳ đẹp luôn. Và sang trọng nữa nha quý vị nha. Nói chung là những cái người mà sang trọng như vậy thì nói chung là Tina cũng bây giờ gặp là cũng không phục không phục rồi đấy. Ở ngoài thì nói chung là cô trắng trẻo này, cô rất là đẹp luôn. Bây giờ Tina thì đứng ở đây thì Tina bị khúc đó, phải cố gắng phải đứng lên để mà coi cô như thế nào. Bây giờ chú Dũng đang thuyết trình cho mọi người nghe đó. Bố nói rằng coi là đi cướp nước Việt Nam kìa. Nào, xin thưa đất nước chúng ta có pháp luật. Đất nước chúng ta có pháp luật và mọi người tuân thủ pháp luật. Không ai đi cướp của ai được. Nếu mà thôi có đất nước Việt Nam thì chắc giờ này không có quý vị ngồi hay là như thế này. Đó, mà có các bạn. Ngày hôm nay á, thì fan của cô Hằng cực kỳ đông nha quý vị nha. Nói chung là bây giờ là cô mở lại Đại Nam thì nói chung là một dân số mà rất là đông người á, mà lại đây mà ủng hộ cô á, thì nói chung là bây giờ Tina cũng không có kể hết gì, tại vì mọi người ở đây quá đông rồi, chen chúc nhau để vô để được gặp cô, để gặp chú Dũng, để gặp cô Hằng và chú Dũng á. Thì nói chung là bây giờ là mọi người nghe thêm một chút xíu nữa về chú Dũng nói. Rồi chút xíu thì tẻ qua như cô Hằng nói thì Tina sẽ nói thêm cho quý vị càng hiểu rõ nha. Đây là một nhà trị về tín tưởng, không phải là tôn giáo. Và thể hiện sự đời đáp, tưởng niệm các bậc tổ tiên chúng ta như vua Hùng, người nắm đời vua Hùng, cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ. Rồi, cô Hằng cực kỳ đẹp luôn nha quý vị. Tu sửa được bản thân mình, giác ngộ và giải thoát đó, và để lại cho chúng ta cái pháp để chúng ta tu sửa bản thân. Rồi trong đó có bàn thờ của Bác Gia Trăm Họ, Đức Thánh Hiền Đức Thiên, người của đã hy sinh làm nhiều việc. Đó, nói chung là hiện tại bây giờ là rất là nhiều YouTuber tới đây. Nói chung là cũng fan của cô này kia kia nọ chạy tới đây mà thấy không? Quý vị thấy không? Quá trời camera luôn, camera rất là đông. Đó, bây giờ chen chúc nhau những người này, có leo lên bàn cũng có luôn nha quý vị. Đó, đó sân khấu thì chỉ có cô, chú Dũng và những cái người nói chung là luật sư thôi nha quý vị nha. Nếu lúc đó Đức Thánh Trần nghe lời cha mình mà làm sai quấy cứ coi vô thì trở thành bậc hiếu, nghe lời cha thì trở thành bậc hiếu, mà bất trung bất nhẫn bất nghĩa một Đức Thánh Trần mãi sống trong lòng dân của chúng ta, sống trong đất nước chúng ta, và giúp đất nước chúng ta, và để lại cho chúng ta một tấm gương để cho con em Việt Nam, nhân dân Việt Nam học. Có rất nhiều bảo vệ nha quý vị, ở đây là bảo vệ cực kỳ đông luôn đó. Và thưa quý vị, năm năm trời tôi siêu thần đầu tiên đã được 1024 nhân họ, và tôi để nguyên sổ luôn. Bây giờ nhân dân ai đến Đại Nam thấy dân họ mình không có thì cô tôi được nhân dân và tôi bổ xuống nhận, và đến giờ này